giờ là sao? Có quý vị khán giả cũng như là quý vị đang live stream và muốn chị quay giám khảo trong buổi tối ngày hôm nay. Cô là xin chúc mừng và là chào trân trọng nhất à. Vâng, và các người đẹp và các tiên tri của chúng em đang đào bước cùng dùng các tờ lá vé cuối tay là các tờ lá vé ít sủi nhiều may trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta thường nói nắng đã có dù, mưa đã có ô, quý vị nào chưa có vé lô tô em xin điều động nhân viên tới cùng dùng cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và trong lời này, ai chưa có vé quý vị cùng nhấc cánh tay lên, và ai đã có lá vé rồi tập trung ánh sáng và bắt đầu chuẩn bị Số gì đây, ngày qua ngày giờ tình ngóng nhau. Yêu là chi cho khổ đau chuyện miên, tình là gì người ơi nói đi, nói ra đây cho bớt cơn sầu lây. 57 cô 57 số gì đây, cái mày gì đi mày gì đây. Em nói nghe nè, nói gì đừng cuộc đời quên ngày xưa nha. Chuyện con trai em thích gì mà học bay, ngày xưa em con trai em thích gì mà học múa. Phải khi lớn lên em cũng thích gì học bay, dù bạn tên cô trai nên em cũng thích gì mai đồ. Giờ em giờ đây như máy bay cất cao, em mai đồ cho chị lộ coi sao. Giờ em giờ đây em chỉ luôn trong tay, áo hay mà đánh được cho em mày. Áo chị hảo mà đánh hết em cũng mày. 52 còn 52 nhắc chắc vô 52 số gì đây, có bố gì đây, sẽ thiên đại thắng ở đồng mà thủy liên xã chuồng mé tiên quyền công mà đã thạo được thiên đại náo trời đất dây thôn tụng lưng thôi cải tốn tôn mười tôn tôn mười tôn tôn mười từ bốn mười từ con bốn mười từ số gì đây, gì đây con bốn gì đi bốn gì đi sao nè. Số gì đây, còn gì đây, khi
chủ nhân chúng tôi, quý vị nào còn lại mang số bài nhẽ sẽ tiến hành kinh sổ này có nhớ được nhất cho quý vị nha. Và mình chọn cái bài nó vượt quá với cái giới hạn được hát của mình giống như phần của bạn, cho nên đó là nó không có được trọn vẹn lắm tới cái độ là vậy. Chứ còn tới thời điểm này là hai bạn rất chuyên nghiệp luôn, bạn nó bước ra là bậc quyền, cái điều đó là lộ cảm thấy mình rất là tự hào khi chọn được những người thật sự giỏi đỡ nghề. Mình nói như vậy có thể là những người khác làm nghề họ tự ái, họ không thích mình đâu, nhưng mà thiệt các bạn bước ra nếu mà dân mình trong nghề luôn mà nhìn mình làm cơm ơi là hát không lại đó, chị là chị phải rém mấy phần đó. Cho nên đó là thứ nhất là cái điều đó là cái điều mình làm chuyện khi mà các bạn là thí sinh của chương trình và các bạn đã rất giỏi rồi, nhưng mà vẫn muốn cái sự đồng thời cái điều đó là cái điều mà chị rất thích chị. Chị cảm ơn con hết. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của Lộ Lộ và xin mời chị Nam Thanh Thảo. Tao xin nói về bạn Lâm Hoài Thi, hình như là em sinh ra là để dành cho Loto Việt Hoạn. Em làm nghề Loto được bao lâu rồi em? Được 1 năm. Dạ em làm được 1 năm. Bây giờ mà bỏ cái sân khấu diễn thì em không dừng em hơn chị nữa. Nói chung là em rất là giỏi, em sáng sân khấu, em hoạt náo. Rồi em rất là duyên dáng trên sân khấu luôn á. Giọng hát thì rất là chuẩn. Nói chung là em rất là xuất sắc. Em hát hai bạn cùng với nhau, em biết cả cái bạn bạn Tiền Trí và bạn Trí. Nhưng em rất là có duyên, không biết là tương lai em có đi theo Loto hay là không, nhưng mà nếu có thì chị luôn em sẽ đi theo về cái hài á. Tại cái gương mặt em rất là có duyên, về hai cái độ tuổi em cười cái chị em chứng kiến thì rất là có duyên, và đặc biệt là em hát với Lệ Tông. Thì em hát như là tông nên em cố gắng cái tông nhạc của mình cho nó chuẩn tí xíu, bởi vì mình lên mình hát cái lúc đầu hài có thể phá cách luôn, nhưng mà cái lúc mà mình hát cái câu mà nó mình phải hát cho tròn cái câu. Còn em chắc em luôn có ngày hôm nay em hơi bị trên cô hơi nhiều. Chị cảm ơn. Xin mời giám khảo Cẩm Dung ạ. Còn mà Trí là khi mình không có cỡ nè, phải không? Thôi em sẽ chút xíu nha, nó muốn phải tự tin lên không có cỡ nha. Khi nào ai cũng như là tốt hết, cái bác ý mình phải thật. Hello, Ryan. Thank you. Before I give my cards, I'll ask you guys a question. Cảm ơn ạ. Và tiếp theo, xin mời cô trả lời ạ. Đối với em thì đến cuộc thời này là chủ yếu là em muốn là thành viên của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Chứ ngoài ra giải thưởng thì em không quan trọng nữa. Dạ, chị nghĩ là chỉ như mình muốn mình mới tới đây rồi. Nhưng mà tại sao mình muốn điều đó nữa? Có nghĩa là câu trả lời của mình phải nó chiều sâu một chút xíu nữa. Chị nghĩ là như vậy. Mất lượt rồi em. Thôi, chúng ta sẽ biết được kết quả ngay bây giờ nhé. Cảm ơn em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của cặp đôi thí sinh Lâm Hoài Thi và Thị Trí. Và xin mời người đẹp Lộ Lộ. Thí sinh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người tiên. Xin chúc mừng Lâm Hoài Thi. Xin được chúc mừng Lâm Hoài Thi. Và Thị Trí ơi, không sao cả, bạn cũng sẽ quay trở lại với bạn vào những năm tiếp theo nha. Xin được một lần nữa chúc mừng Lâm Hoài Thi và xin được đồng hành.